hello hello xin chào tất cả mọi người nhé chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình Ở ờ, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với uh, uh, sự kiện quý sự kiện quý đợt này mang tên là mạnh nhạc hoàn ca đây là lần thứ hai chúng ta trải nghiệm với sự kiện này thì với việc lần thứ hai trải nghiệm sự kiện này thì chúng ta cần uh, lưu ý và quan tâm vấn đề gì và các bạn nhớ giúp mình là cái sự kiện này nó có hay ở chỗ là một trong những sự kiện quý ngon nhất phải nói rằng sự kiện này thuộc trong một top một top hai những sự kiện ngon nhất của trò chơi này ngon như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sự kiện tên là mạnh hoan ca diễn ra trong vòng 5 ngày các bạn nhớ nhé và sự kiện này có hai cái câu chuyện thứ nhất là uh, đầu tiên là các bạn hoàn thành nhiệm vụ ngày hay là khiêu chiến thành công phó bản thì các bạn sẽ nhận được hạt giống và tối đa mỗi ngày các bạn có 12 cái hạt giống tiếp theo nữa thì cái hạt giống này ngẫu nhiên các bạn nhé tiếp theo nữa thì sau khi mà các bạn có hạt giống thì các bạn sẽ trồng cây trồng cây thì các bạn sẽ chuyển hóa thành xu xu thì sẽ mua vật phẩm trong tiệm ưu đãi hiện tại đang có hai xu thứ nhất là xu tím và thứ hai là xu vàng Đấy, su tím là su diên vĩ đến từ hạt hạt diên vĩ và su vàng là su phượng lựu đến từ hạt phượng lựu Đấy, nó đơn giản như vậy thôi và có cái hay của sự kiện này là trong thời gian các bạn tham gia sự kiện ấy thì các bạn có thể vào tiệm để các bạn uh, mua mua uh, tiệm đỉnh mức này nạp đỉnh mức hay là mua giảm giá các bạn nhé rất là ngon vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thứ nhất là nhiệm vụ ngày nhiệm vụ ngày thì các bạn sẽ có uh, hạt đây hạt thì phải nói rằng thì hạt diên vĩ thì thường quà khá là bình thường đấy đưa ra cái su diên vĩ thì khá là bình thường nhưng hạt ngon nhất vẫn là hạt phượng lựu hạt phượng lựu sẽ cho các bạn su ở uh, phượng lựu uh, mình nhớ không nhầm thì nông dân cải chay nếu mà các bạn không nạm thì một mùa các bạn kiếm từ một ca rưỡi cái su, uh, này một ca rưỡi cái su này hoặc là hơn bạn nào mà nhân phẩm tốt có thể lên hai ca su còn bình thường là sẽ là một ca rưỡi su phượng lựu này các bạn nhớ câu chuyện một ca rưỡi đi bởi vì thật ra thì sau thì nữa mình cũng sẽ có những câu chuyện riêng cho tầng server đấy tiếp theo nữa là trồng cây trồng cây thì uh, các bạn uh, sẽ mở đầu tiên là chúng ta sẽ trồng cây và các bạn sẽ mở theo cái thứ tự gọi là cái câu chuyện các bạn trồng nhiều càng trồng nhiều thì các bạn sẽ uh, đưa ra những cái uh, sẽ được mở nhiều đầu tiên là mình sẽ trồng uh, đầu tiên mình sẽ trồng mấy cái cây này đi thì các bạn tưới nhé tưới thì các bạn sẽ tưới này Đấy, tưới thì các bạn uh, bình thường thì các bạn là nông dân cải chay thì sẽ cọ ít rất ít cái tưới này tưới này tại sao nhiều ở phía nick cải nạp các bạn nhé thì đối với cái su này đối với cái hạt diêm vĩ này thì các bạn sẽ nhận được uh, quà Đấy, quà và xu diêm vĩ để mình giảm cái speed xuống đi cho bạn dễ hình dung ở uh, đấy mình sẽ giảm cái speed xuống các bạn đây các bạn thấy chưa được 300 trăm xu diêm vĩ các bạn nhé đấy và mình mở tiếp. Bình thường thì các bạn sẽ phải chờ nhưng mà khi mà các bạn có được các bạn tưới thì sẽ rất là nhanh. Đấy các bạn sẽ thu hoạch luôn. Đấy 300 xu diên vĩ. Và khi mà đạt yêu cầu là bảy lần nữa thì mình mới có thể khai khẩn thêm slot nữa. Ok mình tưới nhanh này. Đấy. Đây xu diên vĩ này thường thì trồng riêng vĩ thì sẽ ra xu duyên vĩ ôi mình trồng té cái hạt to rồi các bạn ạ. đối với cái hạt to này là hạt phượng lựu thì để kiếm được cái hạt đỏ này ấy, thì đa số là các bạn phải nạp đây cái hạt đỏ này chính là cái hạt phượng lựu vàng Đấy, hạt đỏ thì hạt liệu, phượng lựu phượng lựu vàng các bạn nhé hạt phượng lựu vàng đa số là các bạn phải nạp còn hạt phượng lựu bình thường ấy thì các bạn có thể nhàn nhiệm vụ các bạn sẽ ra Đấy, thì uh, hiện tại thì để để mà chơi cái sự hiện này ấy, thì nó sẽ có các ranh như sau, ranh 1, ranh 2, ranh 3 Nó tương ứng với 4 triệu này, rồi uh, 7 triệu hay 6 triệu thì có trên màn hình của các bạn Thì uh, các bạn nào mà hiện tại mà đang nạp riêng với mình ấy, thì mình sẽ hỗ trợ Thứ nhất là nạp thiên bảo, nạp game cho Tây Du VNC ở bên mình thì sẽ chiết cấu khá là mềm Đấy, nạp bằng thẻ dinh các bạn nhớ nhé Thì thẻ dinh thì thẻ của nhà phát hành Chắc chắn là không phải là thẻ lậu hay refund gì Các bạn yên tâm về là cao Thứ hai nữa là mình sẽ hỗ trợ cho các bạn Mình tính toán cho các bạn là các bạn với xe như thế này Thì các bạn nên nạp khoảng bao nhiêu Hay là các bạn đang thiếu bao nhiêu nữa Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chọn gói nó chuẩn hơn Nếu các bạn nạp thẻ dinh bên mình Ok, một lần nữa cảm ơn các bạn Nếu mà các bạn đã ủng hộ thẻ dinh bên mình một lần nữa uh, Tiếp theo nữa này thì uh mình sẽ mua cái này một gói đi Mình sẽ mua gói 328 đi Đấy, thì sẽ được 6 hạt phượng lưu vàng Đấy Bình được 12 bình nướng này Được hoàn tả 328 tiên ngọc Được cái thì sự kiện này Các bạn cũng có thể lấy tiên ngọc Để mua hạt chiên vĩ Nhưng không ai đổi các bạn nhé Cấm thiện để cho mình bỏ tiên ngọc để đổi cái này bởi vì đối với các bạn ấy mình nói với các bạn cái xu này của hạt chiên vĩ này nó nó, nó không quá lợi vì thế không quá đáng để chúng ta bỏ tiên ngọc ra để chúng ta mua các bạn né giúp mình gói này các bạn không nên mua đấy còn mà các bạn nông dân cải chay thì các bạn có điều kiện để mua cái gói này và các bạn nào mà mới chơi ấy không bị chơi sự kiện thì các bạn nên nạp bên mình để mình hướng dẫn không thì các bạn mua lệch ấy, rất là nguy hiểm các bạn nhé các bạn mua lệch gói hoặc là mua không đúng thứ tự thì nó khá là nguy hiểm đối với các bạn Uh, tiếp theo nữa thì ok mình sẽ tưới này mình sẽ cho các bạn tưới xem này đối với một hạt đỏ như thế này thì sẽ có khoảng bao nhiêu xu đây mình sẽ được khoảng ui uh, 300 xu phượng lựu nó đổ nhân phẩm các bạn nhé bình thường là phải 150 xu đây mình tưới cho các bạn tiếp này mình tưới tiếp theo thường thì các bạn tưới sẽ ra được quả ngon hơn các bạn nhé đây tiếp này bao nhiêu đây 150 các bạn thấy chưa Lúc nãy 300 bây giờ 150 Còn đối với hạt phương lưu này Thì thường là 50 50 nổi nhân phẩm thì lên 100 Nghĩa là nó sẽ có câu chuyện nổi nhân phẩm cho các bạn nhé Bạn nhớ giúp mình Mình trồng nhanh này mình tưới nhanh cho các bạn Rồi bây giờ mình sẽ thu hoạch này Bao nhiêu đây 150 này Ồ, Khai khẩn này mở được rồi. Mở tiếp theo là 12 lần Tiếp theo này 150 hay 300 150 tiếp các bạn ạ Tiếp theo này 150 150 ui khá là đen ở à, một lần nữa cảm ơn là siêu bọt bé vịt đã tài trợ cái chương trình này nhá à, bó đầu tư cho mình khoảng 4 triệu đấy bởi vì thật à, ra để chơi cái sự kiện này thì à, tối thiểu chơi 4 triệu là ngon nhất còn bình thường là chơi 2 triệu là đã ngon rồi 2 triệu là có một chiến linh Bạn nhớ cho mình 2 triệu đã có một chiến linh rồi bình thường ấy 5 triệu phải có mất một chiến linh mới kiếm được một chiến linh thì bây giờ đã 2 triệu rồi rất là ngon các bạn nhé ui 150 150 150 thì các bạn 150 đen đấy nhỉ không nổ nữa các bạn thấy chưa trồng nhanh tưới nhanh này. được cái cái uh, bao nhiêu đây 150 này ui đen đấy các bạn ơi lâu lâu mới nổ được một quả các bạn ạ đấy trồng nhanh thì không biết đủ điểm không điểm yêu cầu là cần khoảng uh, 700 điểm là mình đã đủ rồi để lấy hai chiến linh rồi ui ui Thật sự là kể cả server mới hay server cũ các bạn Nên lấy hai chiến linh các bạn Ui 300 Được thưởng gấp bội kìa Mới cái, cái chỗ này được thưởng gấp bội này các bạn này Đấy các bạn thấy chưa Một lần nữa chúng ta phải cảm ơn siêu bọt bé Việt Đúng là nhà giàu khác các bạn Siêu bọt chắc chắn là sẽ chơi sự kiện này khô máu các bạn mà Các bạn yên tâm những cái sự kiện ngon như thế này Thì hầu như ai cũng sẽ chơi thì thôi Đây đủ không các bạn Vừa đủ luôn các bạn nhé thì đối với cái tiệm này mình nói câu chuyện tiệm luôn. Tiệm thì đối với cái này thì các bạn cứ ấn thêm vào giỏ hoạt Đấy. Thì nó sẽ giảm giá các bạn nhé. Đấy nó sẽ giảm giá 20%. Các bạn nhớ giúp mình là ờ uh, cứ sọc cứ 3.000 xu thì giảm giá 600. Nghĩa là ờ uh, 600 chia 3.000 thì nó tầm khoảng 20% đấy các bạn. Giảm rất là nhiều, giảm tận 20% kể cả chu diên tí hay là chu phượng lựu đều giảm 20% mươi các bạn nhớ giúp mình nghĩa là uh, thay vì chúng ta bỏ một cái giá trị nào đó thì nó sẽ giảm giá luôn nó sẽ tự động giảm giá cho mình nhé các bạn nhé đấy thì đối với những nick như thế này thì đầu tiên đấy, đó là cách để các bạn trải nghiệm thôi ví dụ như nick này chắc chắn sẽ mua uh, đá tiến cấp phẩm bảo mang đi để mình tính cho các bạn nhé đây 10.000 đá tiến cấp phá bảo nhé Đấy, tùy sẽ giảm giá bao nhiêu Sẽ giảm giá 2.000 Đấy 10.000 này 10.000 điểm này Đấy thì sẽ giảm giá 2.000 Nghĩa là giảm giá 20% Đấy các bạn thấy chưa Rất là ngon Cực kỳ ngon luôn Đấy ok chúng ta sẽ qua cái tiệm phượng lưu này Chắc chắn rồi à, Với cái tiệm phượng lưu này thì Đây giỏ hàng mình xóa này Trống giỏ hàng nhé Bây giờ các bạn sẽ thêm vào Đấy mình sẽ thêm đây Các bạn thấy chưa giảm giá 20% luôn Đấy, các bạn thấy chưa? 10.000 thì xuống còn 8.000 thôi Đấy, thì 8.000 như thế này thì tại sao? Đủ các bạn thấy chưa? Đấy, số tiên ngọc mình đang tiêu này Đúng 2.000 tiên ngọc Các bạn thấy đúng 2.000 tiên ngọc Thì các bạn sẽ đủ luôn Đấy, thì ok mình sẽ với việc mà các bạn nạp 4 triệu Thì các bạn sẽ nhận được hai uh, chiến linh Hay là các bạn có điều kiện nạp nạp 1 triệu ấy thì các bạn cũng đã đủ rồi À quên nạp 2 triệu 2 triệu là một con chiến linh 4 triệu là hai con chiến linh rồi Đấy, Và chiến linh các bạn nhớ giúp mình là Đây là chiến linh tự chọn Đây mình sẽ thanh toán luôn đó các bạn nhé Đấy, Chọn 4 chiến linh Thì không biết này là bốn chiến linh này Là bốn chiến linh gì đây Không có các bạn Và nhái thật Quyên đi Cái này nó không cho xem các bạn nhé Rất là cay nó cay nghĩa là cái chọn bốn chiến linh này không không cho xem trước các bạn khá là cay các bạn nhé nó không cho nó không hiện các bạn thà như cái này nó hiện này thà như câu chuyện của cái này nó hiện này để các bạn thấy tự trang tẹt một cái là cay mất uh... bởi vì nick này mắc rồi các bạn nick này mắc bốn chiến linh rồi khá là cay không biết là uh, nhà phát hành có fix lại không ví dụ như cái này đi cái này thì nó sẽ uh, nó sẽ hiện lại cho mình đây bảo vật hình thành từ sức mạnh hồng hoang có thể chọn mảnh thần tướng đỏ nata để thính khổng tướng đại minh vương từ từ các bạn đợi xíu nhá để mình check qua nick của mình tí có phải như vậy không ờ uh, mình sẽ qua nick chú heo một tí và mình thử xem nào cái tiệm này Ừ, nó vẫn thông báo là dạng lân quân thiên lý ảnh hoa tưởng dung và bạch vũ Thì nếu như thế này thì không biết sau này nó có update không các bạn ạ Câu chuyện này nó cũng khá là đau đầu Tôi mong rằng sau này nó sẽ update Ok nhé, chúng ta quay lại câu chuyện của Nick Siêu Bọt Thì chúng ta đến với cái tư duy của người ta nông dân cải chay Đối với nông dân cải chay thì mình nhớ không nhầm là các bạn sẽ kiếm được khá là nhiều Mùa trước thì mình đã tích lại được 1.000 điểm Thì các bạn có hai phương án là các bạn tích đi Tiếp tục tích các bạn các bạn tiếp tục tích để sau này đổi chiến linh nếu mà nông dân cải trai muốn lên 5 sao chiến linh các bạn nhớ câu chuyện nhé lên chiến linh 5 6 sao thì các bạn có kế hoạch như vậy cho việc các bạn chơi trò chơi này lên tới tận ở trên một năm nếu các bạn xác định chơi trò chơi này 400 ngày thì các bạn có thể tích cái này các bạn lấy chiến linh bởi vì hầu như để lấy một chiến linh lên mắc sao ấy nó trả giá khá là chán để mà một nông dân cải chay lên một sao chiến linh chúng ta sẽ mất khoảng uh, 3 tháng Các bạn nhớ giúp mình 2 đến 3 tháng cải chay Thì để mà 6, 3, 6 thì chúng ta cũng phải mất 1 năm rưỡi 6, 3, 18 đi Đấy 18 tháng mất 1 năm rưỡi Nếu mà các bạn tích để dồn vào một con chiến linh Chưa kể là chúng ta cần phải kích duyên chiến linh Chiến linh có hai câu chuyện đối với meta nông dân cải chay đó là kích duyên và lên sao bắt buộc phải kích duyên đủ để làm gì để chúng ta lên thiên phú ví dụ như mình đang uh, sắp đầy kích duyên của hoa tường dung rồi thì mình cũng phải có một cái kế hoạch nào đó để kiếm một chiến linh mới bằng việc là mình đang tích hóa linh bút chiến linh tiếp theo của mình sẽ là một chiến linh nào đó mình chưa xác định được để từ đó mình sẽ có quyết định lên sao chiến linh nào bởi vì bây giờ thì thật ra thì các bạn cũng có thể định hình được một số chiến linh rồi nếu các bạn ấn vào mục so tài rồi các bạn ấn vào mục uh, mình nhớ không nhầm là mục chiến linh thì các bạn sẽ xem Ôi đã bị khóa rồi các bạn đã bị khóa thông tin này rồi cái này đã bị khóa thông tin chắc là mấy cái ông nào ở uh, nói chung là khi mà các bạn có cái này thì mình mình ngày xưa cho các bạn xem rồi bây giờ nó khóa mẹn rồi nghĩa là ngày xưa các bạn sẽ xem được hai con chiến linh nữa nhưng bây giờ bị khóa rồi thì các bạn có thể gõ clip mà chiến linh kia kia game ấy Thì các bạn sẽ có xem được nhé Nếu các bạn nào muốn ờ, thôi thì câu co, coi như là câu chuyện của chiến linh chúng ta dừng lại đó nhé Nghĩa là các bạn có phương án là các bạn cứ tiếp tục tích Rồi khi nào các bạn mua đủ chiến linh Thì chỉ, chỉ cần như cái này thì các bạn cần khoảng bao nhiêu Còn khoảng 4.000 điểm thôi 4.000 điểm thì tương đương khoảng khoảng 3 mùa Tính xương xương khoảng 3 mùa Không thì các bạn có thể bỏ 2 triệu ra Các bạn lấy luôn một con nếu muốn rồi hay là câu chuyện của server mới Câu chuyện của server mới không phải là câu chuyện tích điểm này Mà câu chuyện của server mới hoặc là các bạn nào chưa đủ tướng đỏ giới hạn Đây là câu chuyện của các bạn chưa đủ tướng đỏ giới hạn Thì các bạn phải mua cái này Cái này cực kỳ rẻ luôn Với 30 cái mảnh tướng đỏ này Tướng đỏ giới hạn này các bạn sẽ lấy được Nata, đế thính của khổng tướng đại minh vương Chọn một trong ba thì với cái rương này thì mình ngày xưa đã xài rồi Cái rương này nó rất là hợp lý cho bạn nào thiếu những thần tướng lẻ ấy Hay là chúng ta nói câu chuyện về ờ uh, Đó nhé Server mới hoặc là những bạn nào mà thiếu ấy. Nhất là các bạn nông dân gài chay Thì hầu như mà server mới Các bạn chưa đủ Chưa đủ cái gọi là Tướng đỏ giới hạn như mình thì đã đủ tướng đỏ giới hạn rồi Và chắc chắn là mình sẽ không đủ đủ Đây mình đủ 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 bốn con tướng đỏ giới hạn Cũng cũng như là mình đang thừa thừa chín trương này hay là mình thừa vé nữa vé hình như mình cũng đang thừa thừa 35 vé đấy thì còn các bạn nào mà chưa đang có kế hoạch lên tướng đỏ giới hạn nào đó thì các bạn có thể bắt buộc bắt buộc nhé phải đổi cái này còn xe vật cũ ấy, những nông dân cái chai xe cũ thì có thể có kế hoạch tích cái này đấy tiếp theo chúng ta nói câu chuyện của tốp xe mới chẳng hạn tốp xe vừa mới thì các bạn có thể bỏ tiền ra với số tiền với số tiền bao nhiêu với số tiền khoảng 2 triệu các bạn lấy một cái uh, trang bị thường cổ nếu các bạn muốn hay là xe vở mới các bạn có thể chọn một pet nếu muốn thường thì ít chọn pet lắm hay là chọn hai cái thần thông nói chung là xe vở mới thì đối với mình thì nó cũng mang tính chất tương đối còn sở từ kinh thư ở cái sự kiện này nó cũng mang tính chất ổn tức là các bạn bỏ ra khoảng uh, tầng này là một ngàn bốn điểm này tầng khoảng 4 triệu đi tầm này khoảng 5 triệu thì các bạn sẽ lấy được 20 cái kinh thi nó cũng hơi khoai nhưng nếu mà phải gọi là ngon nhất của sự kiện này chính là chiến linh với việc các bạn bỏ ra 4 triệu thì hầu như các bạn chắc chắn sẽ lấy hai chiến linh này trọn gói thôi Đấy. hoặc là câu câu chuyện các bạn bỏ ra uh, 4 triệu để các bạn lấy uh, minh văn phôi trí tôn đấy chẳng hạn rất là ngon các bạn thấy sự kiện này cực kỳ ngon cho các bạn luôn Đấy. thứ hai là câu chuyện hoàn trả tích lũy thì mình cũng có cái bảng nhớ bạn rồi mình sẽ có kế hoạch nạp cho từng các bạn nghĩa là có ranh một ranh hai ranh ba thì mình sẽ để trên màn hình để các bạn tiện theo dõi ok một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình các bạn uh, quý mến thì cho mình xin một like một đăng ký cũng như ủng hộ thầy dinh ở uh, bên mình thật ra thì việc các bạn ủng thầy thầy dinh thì cũng là cho mình chút uh, cà phê cà pháo thôi uh, cảm ơn các bạn rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại